Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Như vậy, các em đã hoàn thành xong 8 chủ đề trong chương trình học kỳ 2 của lớp 1. Và hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập và đánh giá. Trước tiên, cô trò chúng ta cùng nhau ôn tập bài 1. Phần 1. Chọn tranh phù hợp với từng chủ điểm đã học và cho biết lý do em chọn. Ở đây chúng ta quan sát lần lượt từng bức tranh, từ bức tranh số 1 đến bức tranh số 10. Chúng ta quan sát ở đây, bức tranh số 1 là hình ảnh các bạn đang chơi trò chơi, nhảy ô. Và đây chính là bức tranh tương ứng với chủ điểm tôi và các bạn. Tiếp tục bức tranh thứ 2, chúng ta thấy đây chính là chủ điểm mái ấm gia đình. Và chúng ta giải thích lý do, đó là chúng ta thấy ở đây hình ảnh đó là những người trong gia đình đang đi chơi rất là vui vẻ bên nhau. Mẹ thì dắt tay chị, còn bố thì chở em đi chơi. Đây chính là chủ điểm mái ấm gia đình. Tiếp tục bức tranh thứ 3, đó là chủ điểm mái trường mến yêu. Vì chúng ta quan sát thấy được rằng trong bức tranh đó là hình ảnh ngôi trường rất là đẹp và xung quanh có nhiều cây cối. Bức tranh thứ 4, chúng ta lựa chọn đó là chủ điểm điều em cần biết. Và lý do chúng ta chọn chủ điểm này đó là trong bức tranh sẽ cho chúng ta biết được một số những biển báo cấm. Và đó là những điều mà chúng ta cần biết trong cuộc sống của chúng ta. Bức tranh thứ 5, đó là chủ điểm bài học từ cuộc sống. Và lý do chúng ta lựa chọn chủ điểm bài học từ cuộc sống đó là quan sát bức tranh thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta có nhiều những con vật bài học mà chúng ta học được từ những cái tình bạn, kể cả đối với những con vật cứu giúp nhau trong cuộc sống. Đây là hình ảnh chim, là hình ảnh kiến cứu nhau thoát nạn. Đó chính là chủ điểm bài học sống. Bức tranh thứ 6, đó là chủ điểm thiên nhiên kỳ thú. Lý do chúng ta lựa chọn chủ điểm thiên nhiên kỳ thú đó là trong bức tranh chúng ta quan sát thấy đó là hình ảnh các con vật. Đó là con voi, con vọc, con hươu, con nai và con công đấy các em ạ. Như vậy chúng ta thấy đó là chính là thuộc chủ điểm thiên nhiên kỳ thú. Bức tranh thứ 7, chúng ta chọn đó là chủ điểm thế giới trong mắt em. Và chúng ta thấy lý do để chúng ta lựa chọn chủ điểm này đó là hình ảnh bạn nhỏ đang quan sát được trong mắt của mình có rất nhiều những hình ảnh đẹp. Đó là những cánh diều, bầu trời trong xanh. Tranh thứ 8, chúng ta lựa chọn đó là chủ điểm đất nước và con người. Ở đây chúng ta thấy lý do chúng ta chọn chủ điểm này đó là trong bức tranh được thể hiện đó là đất nước, con người, đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều những địa danh đẹp, tiếng và có con người ở nơi đây cũng rất là đẹp. Bức tranh thứ 9, chúng ta lựa chọn đó là chủ điểm thiên nhiên kỳ thú. Vì ở đây chủ điểm thiên nhiên kỳ thú chúng ta cũng thấy nói về những con vật trong tự nhiên rất là đẹp. Bức tranh thứ 10 là chúng ta lựa chọn chủ điểm đất nước và con người. Đây chúng ta thấy chủ điểm đất nước và con người cho chúng ta biết được rằng địa danh trên thế giới. Đất nước Việt Nam chúng ta, nước bạn, đất nước Việt Nam chúng ta có thể biết được các đất nước ta, con người của đây. Như vậy ở bài tập 1 chúng ta đã lựa chọn được tranh phù hợp cho từng chủ điểm và biết được lý do vì sao chúng ta lại chọn chủ điểm đó. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2, đó là giải ô chữ. Ý A, dựa vào các bài đã học, bác chống trường, cuộc thi tài năng rừng xanh, du lịch biển Việt Nam, bữa cơm gia đình, tia nắng đi đâu, lời chào, đi học, nhớ ơn và gợi ý ở dưới để tìm ô chữ hàng ngang. Sau khi tìm được ô chữ hàng ngang, ý B yêu cầu là chúng ta đọc từ xuất hiện ở hàng dọc màu vàng. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các ô chữ hàng ngang qua các gợi ý sau.
Gợi ý thứ nhất là một bài thơ. Nghỉ hè trường lớp vắng teo, nhớ bạn đành ngủ chẳng theo được về. Khai trường thì lại vui ghê, mới bừng tỉnh dậy theo nghề như xưa. Tiếng vang như sấm chớp trưa, nhắc khi học tập nắng mưa chuyên cần. Như vậy đây chính là cái gì? À các em ạ, đây chính là bài thơ tương ứng với từ hàng ngang và từ trống trường. Chiếc trống trường là người bạn thân thiết đối với chúng ta trong những ngày đi học. Và nghỉ hè thì chiếc trống được nghỉ ngơi. Sau tháng nghỉ hè thì trống lại được hoạt động. Câu 2, hàng ngang thứ 2 là gợi ý sau. Con gì đẹp nhất loài chim, đuôi xòe rực rỡ như nghìn cánh hoa? Đây là chủ điểm chúng ta đã được học. Và đây chính là hình ảnh con công các bạn ạ. Công là một loài chim có cái đuôi rất là rực rỡ, và khi xòe ra thì như nghìn cánh hoa. Từ hàng ngang thứ 3, đó là gợi ý thứ 3. Nơi nào bạn có thể thỏa sức bơi lội, xây lâu đài cát? Em ạ, nơi chúng ta có thể thỏa sức bơi lội, xây lâu đài cát, đó là biển đấy các em ạ. Qua bài du lịch biển Việt Nam, chúng ta có thể lựa chọn đây là chữ biển. Tiếp tục từ hàng ngang thứ 4 là gợi ý thứ 4. Ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gì? À, các bạn ạ, ngày 28 tháng 6 hàng năm đó là ngày gia đình Việt Nam. Qua bài đọc bữa cơm gia đình, ta có thể lựa chọn đó là từ gia đình Việt Nam. Từ hàng ngang thứ 5, đó là gợi ý thứ 5. Cái gì chiếu sáng nhẹ nhàng, xuyên qua kẽ lá chẳng làm lá rung? Đây chính là bài Tia nắng đi đâu. Ta có thể lựa chọn đó là từ tia nắng. Gợi ý thứ 6, đó là hàng ngang thứ 6. Ai ai cũng có, chẳng nặng là bao. Bạn ơi đi đâu, nhớ mang theo nhé. À, như vậy đây chính là từ lời chào và bài đọc lời chào đó các em ạ. Từ hàng ngang thứ 7, lá gì xòe ô che nắng, đâm mắt đường trên đồi vắng em đi. Qua bài đi học, chúng ta biết được rằng đây chính là cái lá cọ các em ạ. Xòe ra giống như một cái ô để che nắng đâm mát trên đường đi học các bạn đấy. Từ hàng ngang thứ 8, đó là gợi ý sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng. Ta điền chữ cây. Đó là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Như vậy qua các gợi ý này, chúng ta đã tìm được ra từ hàng dọc. Đó là từ hàng dọc ở các ô màu vàng. Chúng ta cùng nhau đọc chủ điểm đó lên, đó là tôi đi học. Đây cũng là một chủ điểm ta đã được học. Từ hàng ngang, từ hàng dọc màu vàng đó là tôi đi học. Như vậy chúng ta đã giải xong ô chữ ở phần 2. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang phần 3. Nói tên các tháng trong năm, dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu. Ở bức tranh thứ nhất đó là tháng 1. À, câu hoàn thiện cần hoàn thiện đó là tôi được bố mẹ cho đi chấm chấm chấm. Chúng ta sẽ lựa chọn từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu này, đó là tôi được bố mẹ cho đi chơi. Bức tranh thứ hai đó là tháng 2, cây lá chấm chấm chấm. Ta lựa chọn như sau, cây lá tươi tốt. Ta thì quan sát thấy hình ảnh cây lá rất là tươi tốt đang đâm chồi nảy lộc. Bức tranh vẽ tháng 3, đó là hình ảnh chú ong đang hút mật ở nhị hoa. Và câu đó là ong đi tìm chấm chấm chấm. Chúng ta sẽ lựa chọn từ ong đi tìm hoa. Bức tranh thứ 4, đó là tháng 4, hình ảnh chắc chú chim đang hót líu lo. Chúng ta sẽ lựa chọn từ chim hót líu lo. Tiếp tục bức tranh thứ 5, đó là vẽ tháng 5. Đây là hình ảnh trường học. Cuối tháng tôi được chấm chấm hè. Và như vậy các em ạ,
vào tháng 5 thì các bạn được nghỉ hè đấy các em. À, trường lớp lúc này cửa đóng lại và rất là vắng vẻ. Ta điền như sau: cuối tháng tôi được nghỉ hè. Tháng 6 là bức tranh vẽ cảnh bạn đang xây lâu đài cát trên cát đấy các em ạ, cạnh biển. Và chúng ta điền cho từ ngữ phù hợp như sau: tôi được đi du lịch biển. Bức tranh thứ 7, ta quan sát thấy hình ảnh bạn nhỏ đang che chiếc ô trên đầu. Và câu đầy đủ như sau: chiếc ô là chấm 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 của tôi. Chúng ta lựa chọn là chiếc ô là bạn của tôi. Tháng 8, các em thấy đây chính là hình ảnh chiếc cặp sách và bút. Đây chính là hình ảnh bạn chuẩn bị bước vào năm mới. Tôi chuẩn bị vào chấm 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 mới. Ta điền là tôi chuẩn bị vào năm, vào lớp mới. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau điền. Tiếp tục sang tháng 9. Tháng 9 chúng ta quan sát thấy hình ảnh, đây là cổng trường, là đầu năm học, chào đón các bạn vào năm học mới. Chúng ta điền như sau: tôi đi học. Bức tranh tháng 10 vẽ bạn học sinh đang đi học giữa trời nắng. Ở giữa trời, thời tiết thì không nắng và cũng không mưa. Ta lựa chọn là thời tiết không nóng và không lạnh. Tranh tháng 11 là chúng ta thấy hình ảnh là mẹ và con đang cùng nhau mặc những chiếc áo khoác. Đây là thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mẹ mua cho tôi chiếc chấm 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 mới. Ta điền là mẹ mua cho tôi chiếc áo khoác mới. Tháng 12, đây là hình ảnh bạn sinh đang cho hai tay lên để bò vào tao để cho lạnh vào mùa đông. Tháng 12 là mùa đông giá rét các em nhé. Ta điền như sau: đôi khi tay tôi bị lạnh cóng. Mùa đông tháng này rất là lạnh các bạn ạ. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.